Ba Đô Hành trình liễu sinh thoát tử Hộ niệm người lâm chung 4.2 Hộ niệm trong giai đoạn lâm chung Từ khi một người bắt đầu tiến trình chết Cho đến khi cái chết bên trong hoàn tất A. Tiến trình tan trả Tiến trình tan trả bên ngoài Tiến trình tan trả bên ngoài được kéo dài từ lúc lâm chung cho tới khi hơi thở bên ngoài chấm dứt trong giai đoạn này hệ thống khí và các luân xa tan rã các chức năng của cơ thể bị trục trặc rồi dẫn đến ngừng hoạt dụng người chết trải nghiệm sự đau đớn tột cùng của tứ đại phân ly tiến trình tan rã bên trong khi hơi thở và hệ hô hấp bên ngoài của người chết đã ngừng hẳn quan điểm thế gian cho rằng người ấy đã chết, nhưng thực tế tiến trình chết vẫn đang xảy ra và người chết vẫn đang còn hơi thở bên trong. Thứ duy nhất chưa rời bỏ thân chính là thức. Tiến trình tan rã hay cái chết bên trong được xác định từ lúc hơi thở bên ngoài ngừng hẳn và kéo dài cho tới khi hơi thở bên trong chấm dứt. Thần thức thoát ra khỏi thân thể từ một trong chín khứu, rốn, ấn đường, thóp, mũi, tai, mắt, niệu đạo, hậu môn và miệng. Như vậy, hộ niệm trong giai đoạn lâm chung là những trợ giúp đối với người chết qua cả hai tiến trình, tiến trình tan rã bên ngoài và tiến trình tan rã bên trong. B. Hộ niệm. Trong giai đoạn này, việc hộ niệm bao gồm việc hỗ trợ người chết sắp đặt những điều kiện cần thiết về ngoại cảnh những hỗ trợ về mặt tâm linh đặc biệt hết sức phù hợp là thực hành pháp chuyển di tâm thức poa cuối cùng là những lưu ý đối với người hộ niệm về những việc nên làm và nên tránh những điều kiện ngoại cảnh thuận lợi tư thế nằm đúng khi một người chuẩn bị bước vào giai đoạn hấp hối nên đặt họ nằm nghiêng về bên phải theo tư thế sư tử giống như tư thế của đức phật thích ca mâu ni trước lúc ngài thị hiện niết bàn đặt nhẹ đầu của họ nằm lên bàn tay phải tay trái đặt duỗi nhẹ trên đùi trái đầu hướng về phương bắc mặt quay về hướng tây cầm hơi hướng về phía ngực nếu không thể nằm được theo tư thế này ít nhất cũng nên nằm hướng mặt về hướng tây theo triết lý phật pháp mỗi phần của thân thể đặt trong tư thế này sẽ có tác động lên một phần của tâm thức giúp cho tâm được trong sáng thanh tịnh tư thế này cũng có tác dụng điều chỉnh các kinh mạch vi tế để năng lượng có thể di chuyển dễ dàng đồng thời khi thân nằm nghiêng sang phải sẽ đè lên những huyệt đạo vốn thúc đẩy gió nghiệp vọng tưởng nhờ đó giúp giảm bớt sự phát khởi của sân hận sợ hãi hay bám chấp khiến người chết dễ tập trung an định hơn trong suốt quá trình chết. Theo truyền thống của vùng Himalaya, khi có thể, người ta thường dựng người hấp hối trong tư thế ngồi để kinh mạch trung ương được thẳng đứng, giúp người quá cố dễ dàng di chuyển thần thức qua luân xa đỉnh đầu. Để hỗ trợ việc này, đôi khi cần buộc cố định thân người cho đúng tư thế. Một lưu ý nhỏ đó là chúng ta nên thường xuyên thực hành tư thế nằm này mỗi khi ngủ trong đời sống hàng ngày nhằm tạo cho mình thói quen để có thể áp dụng tư thế đó một cách dễ dàng nhậm vận trong giờ phút lâm chung. Các phẩm vật gia trì nếu đã chuẩn bị được nước thuốc gia trì và các đồ hộ thân từ các bậc thượng sư giác ngộ thì lúc này nên cho người hấp hối uống nước ngậm thuốc, đeo hay mang trong người những pháp khí hộ thân. Việc này sẽ giúp tạo thêm năng lực thù thắng, giúp cho người sắp chết có một cái chết và tái sinh tốt lành. Sự hiện diện của Kim Cương Thượng Sư, Tăng Đoàn và Thiện Hữu Tri Thức. Đặc biệt, sự hộ niệm thù thắng nhất trong giai đoạn này là thỉnh mời Bậc Thượng Sư tới hộ niệm cho người chết tuy nhiên ngay cả khi không có mặt tại chỗ bậc thượng sư giác ngộ cũng có thể được thỉnh cầu để thực hành chuyển di tâm thức từ xa nếu có được sự kết nối và lưu giữ di ảnh của người quá cố tiếp đến hãy thỉnh mời sự hiện diện của tăng đoàn những bậc xuất gia tu tập đạo hạnh và kế đến là sự hiện diện của các thiện hữu tri thức huynh đệ kim cương tất cả đều đem lại lợi ích lớn lao Đối với người lâm chung, bởi họ có thể ở bên cạnh để trợ duyên, thức nhắc người chết về những lời chỉ dạy của thượng sư, những giáo lý ba đô, poa và trì tụng chân ngôn, giúp người chết nghe và nương theo để vượt qua nỗi sợ hãi vô minh của cái chết. Những sắp đặt khác, sau khi hơi thở bên ngoài chấm dứt, người hộ niệm cần lưu tâm thực hiện một số sắp đặt như kê trên đầu giường người chết một bàn nhỏ để một ngọn đèn được thắp sáng liên tục, một cuốn kinh và một tượng Phật tượng trưng cho thân, khẩu, ý giác ngộ. Nếu người chết đã được chuyển di tâm thức thành công bởi một bậc kim cương thượng sư hay một hành giả thành tựu pháp boa, vào lúc này hành giả phải dùng tay trái để tác động lên luân xa đỉnh đầu trước khi động vào các phần thân thể khác. Sau đó có thể dùng tấm khăn gia trì có in mạnh đà la trung ấm bách tôn hay hình ảnh đức liên hoa sinh phủ lên mặt hoặc lên ngực người chết nếu có khăn chúc phúc gia trì của thượng sư các bậc giác ngộ thì có thể hoàng cho người chết nếu không rõ thần thức đã rời khỏi thân xác hay chưa thì không nên đụng chạm vào thân thể người chết vì bất kỳ lý do gì hãy bảo hộ khu vực bao quanh thi hài ngăn không cho các động vật như chó mèo hay các sự qua lại xúc chạm khác ảnh hưởng tới thi thể người chết hành tâm linh, thực hành pháp chuyển di tâm thức, POA. Khi một người có dấu hiệu kề cận cái chết, thì nên nỗ lực chuẩn bị việc thực hành pháp chuyển di tâm thức POA. Thời điểm thích hợp nhất để thực hành pháp POA cho người khác là lúc hơi thở bên ngoài vừa chấm dứt, nhưng hơi thở bên trong vẫn còn người chết sẽ vô cùng may mắn nếu có được sự hiện diện của một bậc kim cương thượng sư giác ngộ để thực hiện chuyển di tâm thức cho họ vào lúc này bởi điều đó chắc chắn sẽ dẫn dắt thần thức người chết đến sự giải thoát nếu không việc thỉnh mời được một hành giả thuần thục pháp poa để thực hiện chuyển di tâm thức cho người chết ngay tại chỗ cũng rất lợi ích sau khi hoàn thành chuyển di tâm thức có thể dùng tay trái giật nhẹ tóc trên đỉnh đầu người chết để kích thích huyệt bách hội và dùng một chút cát gia trì mạnh đà la bôi lên huyệt bách hội người đó. Dù người chết không tu tập pháp chuyển di tâm thức poa hay bất kỳ pháp tu nào khác, song đôi khi do huyệt này được kích thích, tâm thức sẽ di chuyển tới đó và đây là cánh cửa giúp người chết thoát khỏi luân hồi vãng sinh về tịnh độ sự nỗ lực thực hành poa liên tục phối hợp cùng động tác kích thích và tụng đọc những khai thị về chuyển di tâm thức nhiều lần trên cơ sở những tâm nguyện tốt lành động cơ thanh tịnh và ân đức gia trì của chân lý vũ trụ bất khả phân với căn bản thượng sư sẽ có thể mang đến cơ hội giải thoát cho người chết trong trường hợp không thể thỉnh mời bậc thượng sư bạn cần hết sức lưu ý về điều kiện cần thiết để được phép thực hành pháp boa cho người khác. Đó là người hộ niệm cần nhận được quán đỉnh và những chỉ dẫn từ bậc thượng sư thành tựu chứng ngộ đã thực hành thành tựu pháp tu boa. Bên cạnh đó, tâm từ bi cũng là điều kiện tất yếu để thực hành pháp này bạn có thể không cần phải là một hành giả thành tựu chứng ngộ nhưng vẫn có thể thực hành pháp poa để giúp đỡ người đang lâm chung nếu bạn biết chọn đúng thời điểm và thực hành đúng pháp đặc biệt năng lực hộ niệm sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu có nhiều người cùng nhau thực hành pháp tu poa ngược lại sẽ rất khó có thể lợi ích cho người chết nhờ pháp tu poa sau khi hơi thở bên trong đã dứt Đức Liên Hoa Sinh từng khai thị rằng, nếu chưa phải hành giả thành tựu, thì việc hộ niệm cho người chết sau khi hơi thở bên trong đã đoạn là điều cực kỳ khó khăn. Chỉ một bậc thượng sư chứng ngộ mới có thể làm được điều này. Một lời khuyên hữu ích dành cho người chết. Đó là vào thời điểm cái chết đến gần, nếu bản thân người chết không thể thực hành poa vì những điều kiện và khả năng nhất định mà Pháp Tu đòi hỏi một cách đơn giản hơn, bạn có thể khuyên người chết đưa mắt nhìn ngược lên phía trên và đặc biệt hướng sự tập trung lên đỉnh đầu. Làm như vậy sẽ giúp bậc thượng sư hay những huynh đệ kim cương thực hiện pháp poa một cách thuận lợi. Trên thực tế, vào thời điểm cái chết đến gần, thân thức của người chết thường trở nên hết sức nặng nề, trầm chìm. Vì vậy, những nỗ lực đơn giản như ngước mắt nhìn lên cũng sẽ giúp thần thức trở nên nhẹ nhàng hơn và việc hộ niệm chuyển di thần thức dễ thành công hơn. Người hộ niệm nên nhắc nhở người hấp hối về chi tiết nhỏ nhưng quan trọng này. Việc đặt nhẹ tay trái hoặc giật nhẹ tóc nơi huyệt bách hội trên đỉnh đầu cũng không nằm ngoài mục đích ấy. Trong sự thực hành hàng ngày, bạn cũng có thể tập luyện để làm quen với việc đưa sự tập trung lên đỉnh đầu. Những việc nên tránh. Những việc nên tránh trong giai đoạn này chủ yếu liên quan tới sự nhầm lẫn của thế gian về thời điểm chết. Bạn cần hiểu biết với chính kiến rằng, một khi tiến trình chết bên trong chưa hoàn tất, thần thức chưa thoát khỏi xác thân vật lý thì người chết vẫn chưa hoàn toàn chết. Lúc này, thức của người chết có thể vẫn còn trong thân thể mà chúng ta không thể nhận ra do không có trải nghiệm thực hành người đang trong tiến trình chết phải luôn được theo dõi trong vòng ít nhất một ngày rưỡi cho đến tốt nhất là ba ngày nghĩa là trong khoảng thời gian này bạn cần để cho người đó yên tĩnh không bị quấy rầy động niệm các xúc chạm xâm hại vào thân thể người chết trừ huyệt bách hội sẽ tạo thành nghịch duyên có thể dẫn tới sự đoạ lạc và hủy hoại toàn bộ những nỗ lực cùng công phu tu tập của người chết trong kiếp sống vừa qua. Lẽ dĩ nhiên, nghiệp nhân là yếu tố nền tảng căn bản, nhưng đồng thời ngoại duyên cũng góp phần chi phối nhất định. Bởi thế, cần hết sức lưu ý không gây bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào tới người đang ở trong tiến trình chết cho đến khi cái chết được thực sự hoàn tất. Một số lưu ý cụ thể sau. Nếu người chết là một hành giả, thì có thể lúc này người đó đang an trụ trong trạng thái thiền định vững chắc và chúng ta tuyệt đối tránh làm phiền. Nếu người chết là người thường, thì lúc này thân thức vẫn chưa rời khỏi xác thân, tiến trình tan rã chưa chấm dứt nên không được làm phiền tử thi. Không than khóc kêu gào, không tấu nhạc kèn trống ầm ĩ ai oán. Tuyệt đối tránh không quấy rầy động niệm và xúc chạm tới thân thể người chết như thay tất cởi quần áo, di chuyển người chết. Không được lập tức đưa người chết vào phòng lạnh. Theo y học hiện đại, các bác sĩ thường yêu cầu làm những việc này vì cho rằng khi tim ngừng đập và hơi thở chấm dứt, tức là người đó chắc chắn đã chết, cần mang đi hoặc không được phép để lại trong phòng bệnh vì những lý do y khoa vệ sinh môi trường. Cần phải hiểu biết rằng, khi hơi thở bên ngoài đã dừng, nhưng tiến trình chết bên trong chưa kết thúc, thần thức chưa rời khỏi xác thân vật lý, thì một người vẫn chưa được coi là chết hoàn toàn. Thông thường, khi một người chết hẳn, sẽ có hiện tượng cửu khiếu chảy nước. Không mổ xẻ khám nghiệm tử thi, phẫu thuật hiến nội tạng và hay làm những điều tương tự không được nhanh chóng đưa đi hỏa thiêu hoặc chôn cất người vừa chết dưới góc độ tâm linh tất cả những việc này đều cần tuyệt đối kiên tránh tuy nhiên xã hội hiện đại với luật lệ cộng đồng thường không cho phép để tử thi lâu nên người chết thường bị đem đi trước khi hơi thở bên trong chấm dứt những việc làm này hiển nhiên khiến thần thức chịu đau đớn và rồi khởi tâm sân hận việc đưa vào nhà lạnh hoặc chôn cất quá sớm chẳng khác gì đem chôn sống thiêu sống người chết hay đẩy họ vào địa ngục hàng băng đó là những việc làm vô cùng tàn nhẫn chỉ vì vô minh thiếu hiểu biết <laughs> सतो खायो मे बावा सपो खायो मे बावा अनरोतो मे बावा सर्व सदममे डया सर्वकर्म स च मे चतुतो खरया